Mệt chưa? Đấy. Mệt rồi đây này. Mệt thì vẫn nằm ôm trái bóng như này, không bỏ trái bóng ra đây này. Các anh nằm ngủ với đây này. Các anh có chơi, có giành mất bóng của con đâu mà con sợ. Trên mặt kìa. Đấy, buồn ngủ đấy. Ôm cái quả bóng đấy. Buồn ngủ vẫn ôm quả bóng, không bỏ quả bóng ra, trông thương chưa? Sợ bỏ quả bóng ra các anh lấy mất hả? Ôi ôi, thằng bé cứ dành chơi một mình nhỉ? Cứ chơi bóng một mình đâu có vui hả con? Phải có người chơi cùng con ạ. Thì cho các anh chơi cùng mới vui nhá. Thằng bé nhớ chưa? Đấy, quả bóng chơi chưa được mấy được có mấy phút. Quả này nó hơi nhỏ, đúng là cái răng của con đây này, ôi dồi ôi. Cái răng cắn vào đây đấy là xịt luôn. Hôm sau mẹ mua với quả bóng to bằng cái hôm mà mua cho anh đưa hấu, à chưa, mua cho anh cà rốt ấy nhá. Là nó to thì là chơi mới bền, con không cắn được. Như thế này là nhỏ quá, hỏng mất quả bóng rồi. Này, quả bóng sinh nhật được có mấy phút. Đấy. Thôi chơi quả bóng xịt vậy nhá. Sợ các anh chơi mất, sợ các anh giành mất nên là cứ giữ chặt cái quả bóng không chịu bỏ ra. Con cho anh mượn với, cho anh chơi cùng cho vui. Hả? Không cho anh, không cho anh chơi cùng quả bóng. Cho mẹ mượn quả bóng nhá, cho mẹ chơi cùng nhá. Thấy quả bóng này nó xịt rồi, nên ra là không đẩy được, không giá được. Chưa người ôm quả bóng xinh chưa? Ôi ôi, thằng bé kìa. Đấy, hỏng tan quả bóng rồi. Con là phải cái cỡ bóng to hơn, con không cắn được thì mới bền được. Mang đây. Xịt mất quả bóng rồi. Này chỉ gặm chơi đi. Không đá bóng được rồi con ạ. Đấy, để bóng lên trên sofa rồi bẩn rồi con ạ.